Chào bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa ứng dụng rác trên Android nhé. Ví dụ như là chiếc máy Xiaomi Redmi Note 11 của mình đây có rất nhiều ứng dụng rác này. Không thể xóa được nhé. Đây ví dụ như ứng dụng lịch này không thể xóa được. Hay là ứng dụng hay một vài ứng dụng hệ thống khác. Ví dụ không thể gỡ được nhé. Mình lấy ví dụ như ứng dụng đây, dịch vụ phản hồi đây không thể gỡ được nhé. Hay nhà sản xuất đã tích hợp rất nhiều ứng dụng rác vào chiếc điện thoại của mình nhé, nhưng mà không thể xóa được nhé. Đây mình lấy ví dụ thôi. Những ứng dụng cứng đầu các bạn không thể xóa được ấy. Mình lấy ví dụ nhé. Ví dụ ứng dụng lịch này không thể xóa được này. Ứng dụng Google này cũng không thể xóa được nhé. Chỉ có gỡ cài đặt cập nhật và xóa dữ liệu thôi nhé. Thì hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa những cái ứng dụng rác trên Android nhé. Ứng dụng mà nếu như mình làm bình thường không thể xóa được đấy. Thì các bạn cần phải dùng đến máy tính nhé. Các bạn hãy bật gỡ lỗi USB lên. Các bạn bật tùy chọn nhà phát triển lên nhé. Bằng cách là nhấn vào số hiệu bản tạo hay là số hiệu bản dựng gì đấy. Hay là phiên bản MIUI nhé, với Xiaomi nhé. Thường thường là nó sẽ nhấn vào chữ phiên bản MIUI hoặc là cái số hiệu bản bản dựng nhé. Các bạn bật lên, các bạn vào chế độ nhà phát triển cho mình. Mỗi máy Android có một cách vào khác nhau. Các bạn tìm hiểu rồi vào nhà phát triển nhé. Các bạn vào nhà phát triển, các bạn bật cái gỡ lỗi USB này lên cho mình. Rồi bật lên. Sau khi các bạn bật lên nhé. Các bạn tải tiếp một cái phần mềm mang tên là Pacnim này về cho mình nhé. Đây, phần mềm mình đã tải về đây rồi. Đây, và phần mềm link tải mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Các bạn cắm cáp kết nối điện thoại với máy tính vào nhé. Trên máy tính, các bạn phải cài driver cho máy tính nhé, để nó nhận ra thiết bị của mình. Ở đây khi mình đã cài driver rồi, khi mình cắm cáp vào thì nó sẽ hỏi là có cho phép gỡ lỗi qua USB không, thì mình sẽ chọn là có. Với những bạn nào mà chưa cài nó sẽ không hiện nhé. Các bạn cài vào. Các bạn cài driver nhé. Với Xiaomi thì mình cài Mi PC và Mi Flat Tool để mình cài driver nhé. Đây là Mi Flat của mình nhé, để mình cài driver cho Xiaomi. Đây, khi các bạn tải về, các bạn mở lên này, nó sẽ hỏi như thế này, có cái bảng hiện ra này. Các bạn nhấn Install là được nhé, mình Install rồi thì thôi. Đối với những dòng máy khác thì mình có để link tải driver ở dưới phần mô tả. Nếu như các bạn có đúng thiết bị của mình thì các bạn tải về và cài đặt cho mình nhé. Nếu như cắm cáp kết nối mà trên điện thoại nó không hiện chế độ cho phép gỡ lỗi USB thì các bạn hãy vào tùy chọn nhà phát triển. Hãy vào tùy chọn nhà phát triển, các bạn tắt cái các bạn reset cái gỡ lỗi đi nhé. Đây, có dòng hủy quyền gỡ lỗi này. Các bạn hủy quyền nó đi này. Sau đó các bạn tắt cái gỡ lỗi này đi, rồi là các bạn lại bật lên cho mình một lần nhé. Là lần cắm cáp tiếp theo nó sẽ hiện là có cho phép gỡ lỗi hay không. Các bạn phải tải cái mini ADV Fastboot này về nhé. Link tải để mình để dưới phần mô tả cho các bạn. Và một cái dòng lệnh. Đây là cái dòng lệnh nhé. Rồi. Các bạn mở mini ADV Fastboot lên. Các bạn
Thao tác trên điện thoại nha, các bạn mở cái pack name này lên cho mình. Các bạn tìm đến cơ ứng dụng các bạn muốn xóa. Để các bạn tìm tên của ứng dụng đấy nhé. Ở đây mình có ứng dụng mà dịch vụ phản hồi của Xiaomi này nhé. Nó sẽ không thể xóa được. Bây giờ mình sẽ xóa ứng dụng này đi cho các bạn xem nhé. Đây mình chỉ là demo cho các bạn nhé. Dịch vụ phản hồi. Thì các bạn mở cái pack name này lên, các bạn tìm đến cái ứng dụng dịch vụ và phản hồi. Dịch vụ và phản hồi này. Đây dịch vụ phản hồi đây. Đây mình đã tìm được nó rồi nhá. Nó đây. Dịch vụ phản hồi nhá. Cái tên của nó nha, các bạn chú ý cái tên của nó là chỉ là cái dòng đầu tiên thôi nhá. .com này, chấm miui.mi server đấy nhé. Thì để xóa cái ứng dụng này các bạn làm theo như mình nhé. Các bạn copy cái lệnh đầu tiên này cho mình. Các bạn paste vào cái mini ADB này. Các bạn nhấn enter. Ở đây nó đã báo là đã nhận thiết bị của mình nhé. Nếu nó không nhận thì các bạn phải rút cáp ra cắm lại. Hoặc là các bạn tắt cái gỡ lỗi USB đi rồi các bạn cắm lại nhé, các bạn bật lên rồi các bạn cắm lại nhé, làm cho bao giờ nó phải nhận thiết bị của mình như này là được nhé, nó báo nhận thiết bị này nhé. Các bạn gõ tiếp lệnh ADB cell này cho mình nhé, các bạn copy và paste lên cho mình nhé, ADB cell này các bạn nhấn enter, tiếp theo nó ra cái lệnh này, các bạn copy tiếp cái dòng cuối cùng này cho mình nhé. Ở đây sau số 0 là có dấu cách, các bạn chú ý nhé, copy các bạn paste lên nhé. Nếu không paste được các bạn kích chuột phải nhé, kích chuột phải một lần duy nhất thôi. Các bạn gõ cái tên ứng dụng cần xóa lên đây nhé, ví dụ như cái đường dẫn này, com này, chấm này, miui này, chấm này, miser, mình tắt duyệt cây đi. Chấm này, miser này, vice này. Đây các bạn chú ý nha, các bạn gõ xong, sau khi các bạn gõ xong cái lệnh này nha, các bạn nhấn enter cho mình. Đây nó đã báo sucker này, nghĩa là ứng dụng này đã bị xóa nhé, là ứng dụng dịch vụ và phản hồi ở trên điện thoại đó sẽ bị xóa ở trên điện thoại nhé. Đây mình vào kiểm tra cho các bạn xem, sẽ không còn ứng dụng dịch vụ phản hồi nữa, ngay cả trong phần ứng dụng cũng không tìm thấy nhé. Đây ứng dụng này, quản lý ứng dụng này. Dịch vụ phản hồi. Đây nhá, ứng dụng dịch vụ và phản hồi đã không còn nữa nhá. Mình đã xóa được ứng dụng này nhá. Tiếp theo mình nhá, mình tìm ứng dụng tiếp theo cho các bạn. Ví dụ như ứng dụng lịch đi đi chẳng hạn. Nó cũng không cho mình xóa nhá. Mình cũng không thể xóa được. Ứng dụng lịch của Google nhá. Đây là mình ứng dụng của Google. Mình sẽ tìm đến ứng dụng lịch này. Đây là ứng dụng lịch của Google nhé, ứng dụng lịch đây, ứng dụng lịch đây nhá, cái tên của nó này com.google.android.calendar này nhé. Mình sẽ gõ tiếp cái lệnh lệnh pmuenter này, gõ tiếp này, com này, chấm Google này, chấm Android này, chấm calendar. Sau đó mình nhấn enter là ứng dụng lịch này sẽ bị xóa khỏi điện thoại của mình nhé. Đấy nó đã báo sucker này. Các bạn kiểm tra này. Ứng dụng lịch đã bị xóa nhé. Không còn ứng dụng lịch ở trên
điện thoại của mình nữa. Đối với các ứng dụng khác thì các bạn có thể làm tương tự nhé. Các bạn muốn xóa ứng dụng nào thì các bạn cứ gõ cái tên ứng dụng của nó ra là nó sẽ bị xóa khỏi điện thoại của các bạn nhé. Các bạn lưu ý là không nên xóa ứng dụng hệ thống nhé, nếu không là sẽ bị treo logo đấy, là các bạn phải chạy lại phần mềm ấy, rất là mất việc. Ở đây mình chỉ là demo hai cái ứng dụng của Google, không thể xóa được thôi. Các bạn lưu ý điều này cho mình nhé. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem.